Chào mừng trở lại với channel của mình. Mình là Ryan Lê. Và hôm nay mình sẽ trở lại video cực kỳ hấp dẫn, đó chính là cùng mọi người phân tích cũng như là tìm hiểu cái bet hỗn độn này nên ép những kỹ năng nào để cho tối ưu nhất. Thì trong video này mình sẽ cùng mọi người phân tích. Thì ở trong video trước mình review bet hỗn độn ấy, thì rất nhiều anh em hỏi là anh ơi, cái con bet này khó chơi quá nên ép kỹ năng ra sao để hợp lý. Tại vì rất nhiều anh em hiện tại không thích con này. Nhưng mà đứng ở phương diện của mình thì mình sẽ phân tích cho anh em cũng như chia sẻ về cái quan điểm của mình để cho anh em cùng thảo luận để đưa con bet này lên tầm cao mới. Và trong video này mình sẽ review cho anh em tính năng mới nữa, đó chính là tính năng tinh đúc trang bị. Thì anh em tính năng này sẽ là rất là ok luôn để các bạn có thể tăng tiến sức mạnh nữa. Và thứ ba là event móc hoàn trả, event tích lũy nạp nha. Thì event này các bạn nạp tối đa sẽ là 15 triệu. Thì anh em nạp bên mình sẽ được chiết khấu thêm 6 đến 8% nữa, tùy anh em nạp như thế nào. Thì anh em có thể nạp liên hệ mình nha. Thì bây giờ mình sẽ vào luôn video đầu, vấn đề đầu tiên. Thì mình sẽ vào vấn đề đầu tiên là vấn đề nạp đi. Tại vì phần nạp thì sẽ rất nhiều anh em yêu thích. Thì cái event này anh em thay nạp tích lũy tối đa 15 triệu nha. Thì anh em thay liên hệ mình nạp. Thì cái mốc nạp này thì tùy thôi, đa số thì anh em sẽ nạp là cái mốc 30k là 80 triệu thì sẽ được thứ nhất là cái gương chọn đá quý level 6, gương này rất là ngon nha anh em, nạp vừa kim bảo vừa lên đá nữa, bây giờ rất là ngon luôn trời. Thứ hai là gương đá giảm kháng level 3, trời ơi 10 gương mà chúng mình ép là ép về lên được bao nhiêu nhờ, ép lên chắc là được phi 5 đúng không, sắp được phi 5 nha. Rồi thêm 75 cái linh tinh này để ghép lên cái linh tinh để cắt trang bị, nói chung khá là ngon. Thì event này đa số là anh em sẽ nạp móc là 30k là 8 triệu này, gần 8 triệu hoặc là móc 60. Thì nói chung anh em mỗi cái event này anh em phải nạp, nếu mà không nạp thì hạt của bạn sẽ có thể bị thọc tí xíu, nhưng mà nạp thì rất là ngon. Thì hạt của anh Kiếm Minh thì mới nạp chắc cũng hơi bị khủng, mới nạp 36, trời ơi nạp có 6 triệu kim bảo thôi là bao nhiêu nè, 6 triệu 400k là 100 triệu, anh nạp mới có 1 tỷ mấy anh em. À, quanh này có 1 tỷ mấy mà chưa tính vàng anh mua nữa nha. Thì mình xin cảm ơn Kiếm Minh ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Đây, anh nạp cũng phải hơn cả 1 tỷ mấy, chắc cũng phải ạc này cũng phải 2-3 tỷ nha. Quá là khủng luôn. Thì bây giờ mình sẽ vào tiếp cái vấn đề thứ hai là vấn đề nạp rồi. Cái vấn đề thứ hai là bây giờ vấn đề vào của con chân thú hỗn độn này. Thì cái con chân thú này là anh chưa ép kỹ năng, anh mới ép 8 skill thôi. Là anh bây giờ anh bàn với anh em ép kỹ năng gì. Thì bây giờ khi mà bạn muốn ép kỹ năng một con chân thú thì cái việc đầu tiên các bạn phải trình vào hai thứ. Thứ nhất là kỹ năng của con chân thú, thứ hai là tính cách của con chân thú. Đầu tiên, tính cách của con hỗn độn này sẽ là cẩn thận. Thứ hai, kỹ năng của con này sẽ là linh năm. Thì khi anh em đọc cái kỹ năng của con này, anh em sẽ bắt đầu phân tích cơ up như thế nào. Thì khi đọc con kỹ năng các bạn thấy là khiến mục tiêu giảm 50% di chuyển, sát thương gây ra giảm 30%. Thì sau khi đọc kỹ năng này xong, các bạn sẽ hiểu là một cái con này là cái con mà khiến cho cái địch ấy giảm đi cái sát thương. Thì chúng mình sẽ ép cái nào? Thứ nhất, theo mình nha, cái nào, quan điểm của mình nha, còn anh em ép như thế nào, anh em có thể comment dưới mình để cho những anh em có cái cách ép ok nha. Đầu tiên các bạn sẽ vào chân phú này, kỹ năng. Đầu tiên khi mà có cái giảm rồi thì mình ép thêm cái giảm nữa. Đầu tiên là kỹ năng suy yếu cho mình. Đây là các bạn ép kỹ năng suy yếu 15% gây 52,5% sát thương cơ bản, khiến sát thương mục tiêu giảm 4%, duy trì 4 giây tăng xác suất thì chỉ tích cẩn thận, bạn thấy không? Và có nghĩa là khi các bạn ép kêu này vào, thứ nhất là vừa up cho tính cách, thứ hai là vừa giảm nên sát thương nó hữu nữa nha. Là đầu tiên là kỹ năng này, anh em thấy không, hợp lý thì cho một like nha. Tiếp tục là kỹ năng thứ hai là phải ép cho mình, là kéo xuống đây, là theo mình sẽ ép cho mình là sơ hở này. Sơ hở thì khi 15% gây 52% sát thương cơ bản, khiến mục tiêu phải chịu tăng 4% sát thương. Thì tại sao mình ép sơ hở? Là thứ nhất, khi mà áp sát đối thủ đúng không, khi cái con quái này quýnh vào đối thủ thì thứ nhất giảm sát thương, thì các bạn nên có thêm những cái tăng sát thương nữa. Ở đây là cho mình là hợp lý đúng không? Đây là cái thứ hai là em có sơ hở để cho khi mà đối phương gây ra lượng đam thấp hơn mà đối phương nhận vào lượng đam nhiều hơn nữa. Cái thứ ba là áp chế khi sinh lực chân thú trên 70% khiến mục tiêu tấn công giảm, đây nội phòng ngoại phòng giảm hết luôn em nha. Thì khi mà anh em đã giảm tấn công rồi thì anh em sẽ nên xài kỹ năng áp chế này luôn để cho giảm cái giảm thêm cái phòng ngự của đối phương luôn, thì rất hợp lý luôn. Tiếp tục khi các bạn chơi ba cái kiêu mà
giảm tấn công phòng ngự rồi. Khi mà chân thú này tiếp tục, khi các bạn ép cho cái chân thú này những cái phần là giảm đam đối thủ cũng như tăng đam cũng như giảm thủ đối thủ rồi, thì tiếp tục ở đây sẽ có hai hướng, thì đa số anh em sẽ ép theo hướng là công hoặc là thủ thì tùy mọi người. Nhưng mà theo mình nhận định ấy, thì khi chân thú này mà có những skill mà giảm đối thủ như vậy thì nên ép thủ sẽ tối đa hơn. Tuy mà các bạn sẽ thiếu lượng đam cực kỳ khủng từ best luôn, nhưng mà các bạn sẽ được cái là khiến cho đối thủ gây đam nó ít đi. Thì đầu tiên các bạn nên ép những cái chiêu thủ như mình cho mình, như là kiên nghị này, cái chiêu kiên nghị là chiêu thủ này tăng trí lực, tăng phòng thủ cho anh em. Tiếp tục một cái chiêu thủ rất là ngon luôn, cái chiêu kêu thể diệt điệu. Cái chiêu này tăng cho chân thú lâm máu rất là cao, thì phải là tầm là 10k máu. Tầm là 10k máu thì anh em sẽ tăng cho mình là tăng ép thêm chiêu thể điệu này cũng rất là ngon luôn. Tiếp tục thì ở đây khi bạn có 5 chiêu rồi thì tiếp tục 3 kêu còn lại, thì 2 kêu các bạn nên lấy cho mình ấy là một cái skill là hai cái kêu là tăng sinh lực và tăng thủ cho cái chủ nhân. Tại vì ở đây sẽ có nhiều bạn nghĩ là lấy cái skill mà chặn dùm sát thương dùm chủ nhân ấy, nhưng mà chặn dùm sát thương ấy con mét nó sẽ bị mau chết lắm, nên là theo mình nên lấy một cái nên lấy skill tăng máu cũng như tăng thủ cho chủ nhân. Và cuối cùng mình đã có 7 skill rồi. Thì nếu anh em nào mà cảm thấy cái việc mà tăng kill ấy cần 7-8 kill nào mà nó hợp lý hơn ấy, thì anh em có thể comment phía dưới giúp mình để cho anh em nào, để cho anh em build cái combat hỗn độn này một cách tối ưu nhất. Thì đây là cái hướng theo mình thôi nha. Còn tùy mọi người sẽ có một cái tư duy build đồ khác nhau. Thì đầu tiên là các bạn sẽ build 3 cái hạt giảm, giảm cho mình là giảm tấn công này, giảm phòng thủ này, và tăng đam lên đối thủ cho mình, là ba cái đầu tiên là theo mình hợp lý nhất. Tiếp tục các bạn có thấy lấy những skill đam theo những cái tính cách của chân thú bạn, hoặc là các bạn có thể lấy những cái skill thủ giống như mình nãy giờ là tăng sinh lực này, tăng trí lực cho chân thú này, hoặc thêm là sẽ lấy là tăng thủ cho chủ nhân, là tăng máu và tăng thủ của chủ nhân, thì tùy mọi người thôi. Thì cái này tùy anh em, để cho cái việc mà chân thú này phát huy tối đa nhất. Tiếp tục là cái phần thứ ba, cái phần chân thú thì mình nói xong rồi, bây giờ mình sẽ cho anh em xem sơ lại đi, coi có ai mà bây giờ up con này lên chưa, up hỗn độn lên chưa. Thì chưa ai up nha, chân thú của Phượng Hoàng vẫn là vậy, Thao Thiết Giao Long chưa ai up nha. Có anh Minh Phu Quyết up con hỗn độn này nè. Để coi Minh Quyết up gì nha. Đầu tiên anh Minh Quyết sẽ up là suy yếu, các bạn thấy không, đây chuẩn hàng luôn, mình nói đúng rồi anh em thấy không. Anh Minh Hiếu up là chuẩn bài luôn, cái suy yếu kêu của mình quá hợp lý luôn. Tiếp tục này, kêu thuật cảnh khi sinh lực chân thú dưới 70%, tỷ lệ chiến mạng tăng 8%. Cái kêu này thì nói chung thì theo mình nó cũng tùy thôi anh em, có thể ép theo công mà mình ép theo tăng đi. Tiếp tục dũng cảm cao chưa này được này, khi sức chiến thú cưng tử phong đời trận thú cưng có kỹ năng này 40% sát xuất, không cần chịu hồi tự động vào chiến đấu, chiêu rất là ngon nha. Cái chiêu dũng cảm cao này ngon nha. Kiện thể cực đây thấy không, tăng sức chiến ngoại công tăng này. Tiếp tục là chiêu khu nộ 30% kích hoạt gây sát thương cơ bản khiếu tương, đây chiêu này ngon nha, cái chiêu này ngon. Kích hoạt khiến mục tiêu tấn công giảm 46 màu khí, chiêu này cũng rất là ngon, em phải chơi chiêu này nha. Cái tiếp tục là chiếc trước hỏa, cái chiêu này đam, thì ở đây anh em mà muốn chơi đam lĩnh vực giảm kháng hỏa này cũng ngon. Cái chiêu sơ hở này cũng ngon này, bạn thấy không, anh chơi sơ hở này, anh không, nói chung anh này chơi rất kêu nãy giờ, bạn thấy không, mình phân tích là có 4 skill trong đó của anh rồi này, anh em thấy không, thể điệu cao này tăng rất là ngon. Nhưng mà theo mình phải có thêm cái chiêu mà tăng trí lực, cái chiêu kiên nghị cho con bét này, tại vì nếu như vậy con bét này nó mau chết lắm em ơi. Con bét này mà bị mà dồn đam ở trong PvP mà không có trâu bị dồn đam mau chết lắm nha. Thì tăng cái phòng ngự cho bét, thì tất nhiên các bạn tăng cho bét quá trâu quýnh không xin nhê, thì tất nhiên họ quýnh qua chủ nhân, thì phải tăng cái phòng ngự chủ nhân nữa. Theo mình nữa này, tùy mọi người, sau khi mình đã cho mọi người xem về con bét rồi, bạn thấy không, là cái việc mà ở đây là mình đã có 4 skill giống như cái anh Minh này ép nha anh em. Thì mình đã có 4 skill giống như anh Minh Vô Khuyết ép rồi nha, 4 skill giống như anh Minh Vô Khuyết rồi. Thì tùy mọi người thôi. Thì các bạn nếu anh em nào ép như thế nào thì cứ comment giúp mình, để cho anh em nào cùng thảo luận về con bét này.
Con bét này tuy nó không thuộc về bét đam mạnh nhưng mà cái việc nó làm cho giảm sát thương cũng như chuyển của bạn nó khó chịu nha. Bét này theo kiểu mà bét khó chịu á nha. Tiếp tục là về cái thứ ba là cái tinh đúc trang bị. Theo tính năng này, tính năng mới cho mọi người nha. Cái tính năng tinh đúc trang bị này là tính năng mới. Đây thì các bạn sẽ vào bấm vào cái vũ khí, các bạn bấm vô vào phần tinh đúc cho mình. Thì tinh đúc ở đây nó sẽ cần, giả sử như cái vũ khí các bạn, thì các bạn sẽ cần là bí ngân tinh thạch. Cái viên này các bạn dùng để chế này, thì bây giờ nó khi các bạn dư nhiều quá, các bạn chế không đủ ấy, thì các bạn có thể quay qua tinh đúc. Thì ở đây nó sẽ có mức tinh đúc này, thì linh khí nó sẽ mức là tối đa. Thì các bạn cứ cứ tự động tinh đúc này tốn vàng với tốn viên này thì lên tối đa thôi. Nó sẽ cộng cho bạn thêm linh khí này, nội công này, hỏa công này, bạn thấy không? Thì ở đây sẽ khi mà mát nó sẽ thêm công lực của bạn rất là nhiều. Giả sử như vũ khí mình mát này, thì vũ khí của anh kiếm mình mát này tăng thêm 8k9 này, tiếp tục 2k8 cho tính ảnh mát ghê luôn trời. Wow, tới cái nhẫn cũng mát luôn, dữ quá. Tới những trùng lâu rồi chắc chưa mát rồi, những trùng lâu bắt đầu đợi nha. Thì cái này các bạn nên mua bằng những cái gói trong kim bảo, bây giờ rẻ hơn nhiều khi bạn mua bằng vàng nha. Những cái gói trong shop kim bảo ấy, các bạn mua những cái gói này nó rẻ hơn nha. Đây, rương đá tinh đúc này, thì bạn mua cái rương này các bạn sẽ rẻ hơn là các bạn mua cái rương này nó sẽ rẻ hơn là bằng cái việc các bạn mua bằng vàng, thì tùy mỗi người thôi. Giả sử như úp không đủ thì mua bằng vàng, còn ưu tiên mua cái rương này trước cho mình. Những cái rương khuyến mãi ngày này anh em nạp vào thì nên mua, mỗi lần khuyến mãi tuần thì mua hết cho mình nha, mỗi lần cứ 15 triệu mua thôi. Nào để mình vô tiếp cho anh em coi nha. Tiếp tục các bạn coi này, về cái nhẫn rồi mình coi những cái phần khác. Cái nhẫn của anh là bao tay. Bao tay thì bắt đầu nó sẽ qua cái mới. Cái bao tay nó sẽ tinh đúc bằng cái chế miên tinh thạch nha. Qua cái những cái phòng cụ này nó sẽ qua cái mới là chế miên tinh thạch này. Anh cũng mát luôn rồi, nói chung là quá dữ luôn, mát luôn. Tới đây thì chắc phải cần thêm này. Tới đây bắt đầu xuống những cái dưới ấy, thì có thể anh chưa mua đủ này đây. Trời, mát hết luôn. Tăng kháng chi mạng sinh lực quá ngon. Trời ơi, mát tiếp luôn. Còn gì đâu mà úp anh em à, mát luôn rồi. Những cái sông hồn thì anh thiếu này. Những cái sông long hồn này là phải ép bằng bí ngân tinh thạch. Nhưng mà đợi mua thêm nha mọi người nha. Quá khủng luôn. Wow, ở đây úp cái này cũng hoài nguyên. Cái vàng này cũng phải tốn chắc cũng mấy chục triệu nè. Úp nguyên vàng này cũng phải tốn mấy chục triệu, quá dữ luôn. Còn vùng khác thì đá quý thì bây giờ mình nghĩ là đá bây giờ ai cũng level 8, level 9 rồi. Đá bây giờ mà thuộc mà dạng level 8, level 9 là ngon lắm. Anh em hồi xưa mà bây giờ chắc cũng 7-8 rồi. Đá của ảnh anh em coi, trời, đá điêu khắc level 4, đá giảm kháng level 8, đá khác level 9, trời ơi. Trời ơi các bạn ơi, một viên này thôi là cả gia tài của mình rồi. Một cái viên đá giảm kháng thôi là phải nói là cả gia tài của mình đúng không anh em? Ôi đá giảm kháng độc, trời ơi, chính 4 viên chính. Bắt đầu lên cái dòng thứ 3 chính này nha, 4 viên chính rồi bắt đầu lên những dòng khác chính nữa nha. Thì nói chung mình xin kết thúc video đây. Thì ở trong video sau mình sẽ hướng dẫn mọi người phá bản level 92 nha, tại vì hiện tại level chưa đủ, nó còn tới 25% nữa. Đừng quên là anh em phải luôn luôn nạp cái event hoàn trả giúp mình, thì anh em nạp thẻ liên hệ mình nha. Và các bạn đừng quên like, subscribe kênh, và các bạn đừng quên comment những cái comment nào cũng động bạn cần nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau. Chào mọi người.